Đấy, đi lại một vòng để xong rồi quy hoạch lại tí cho nó đẹp. Đường vào là 5 mét, đường bê tông ngoài kia tầm mấy mét nhỉ? Ừ, 7 mét. Đấy, đường lên chỗ này làm một bãi đỗ xe khoảng tầm 300 mét ở đây. Đường lên ô tô thì làm khoảng tầm 3 mét, 2 mét rưỡi, 3 mét, 3 mét. Chỗ kia đang đào giếng. Đồi. Đồi trên này thì chỗ mặt này được khoảng tầm 2000 1800 2000 mét. Đang san gạt nốt. Đấy, đồi trên. Ở trên này được khoảng tầm 4000 mét. Tổng ra hơn 4000 mét. Chiều 65, chiều 70. Con gì. San gạt nốt. Giữa là ở dưới là cái thung lũng ruộng, bên kia đồi mít, xa là cái hồ câu. Đấy, phía này là cái dãy núi với cả đồi cò. Ở đây có hai cột thu phát sóng, không bao giờ mất sóng.